Chào mừng các bạn đến với chuyên mục tư vấn và giới thiệu sản phẩm của siêu thị điện máy HC. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một chiếc TV cao cấp nhất của LG OLED. TV có tên là 65CX. Đây là chiếc TV OLED 65 inch được ra mắt vào nửa cuối năm 2020. OLED được cho là công nghệ đến từ tương lai với rất nhiều ưu điểm như độ tương phản cao, góc nhìn rộng, được rất nhiều khách hàng ưa chuộng. Tại thị trường Việt Nam thì LG trở thành thương hiệu OLED, được rất nhiều khách hàng lựa chọn vì có giá thành phải chăng, thiết kế đẹp và chất lượng rất tốt. LG 65CX sử dụng công nghệ OLED với hàng triệu điểm ảnh, có khả năng tự phát sáng, màu đen sâu, độ tương phản cao, hình ảnh sắc nét. Mẫu CX năm nay được trang bị bộ chip xử lý thông minh X9 Gen 3 với tốc độ xử lý nhanh đáp ứng nhu cầu xem phim, xem thể thao, chơi game. Ngoài ra, 65CX sử dụng hệ điều hành WebOS 5.0, giao diện dễ sử dụng cùng với kho ứng dụng đa dạng phong phú với mọi nội dung và thể loại. Kèm theo đó là chiếc Magic Remote thông minh cùng với ThinQ AI thì mọi thao tác trở nên vô cùng đơn giản và thuận tiện hơn rất nhiều. Đây là một chiếc TV rất tuyệt vời đúng không các bạn? Mời các bạn qua trực tiếp siêu thị điện máy HC để được trải nghiệm và tư vấn một cách tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại!